cố tiết kiệm nhưng mắc phải những lỗi này thì trăm năm nghèo vẫn hoàn nghèo. Kính thưa quý vị, sự thật là luôn có những khác biệt rõ rệt giữa tư duy cũng như thói quen của người giàu và người nghèo. Nếu cố gắng tiết kiệm nhưng vẫn chẳng thể trở nên giàu có, rất có thể bạn đang vấp phải những sai lầm dưới đây. Đừng nghĩ rằng tất cả những người giàu có ở ngoài kia đều đi lên là nhờ may mắn hay do tài sản của cha mẹ để lại. Sự thật là luôn có những khác biệt rõ rệt giữa tư duy cũng như thói quen của người giàu và người nghèo. Nếu cố gắng tiết kiệm nhưng vẫn chẳng thể trở nên giàu có, rất có thể bạn đang vấp phải những sai lầm dưới đây. Tiết kiệm sai cách. Tỷ phú Warren Buffett từng đưa ra lời khuyên giúp những người trẻ có thể xây dựng khoản tiết kiệm. Đừng tiết kiệm số còn lại sau khi tiêu, hãy tiêu khoản tiền còn lại sau khi tiết kiệm. Nếu bạn luôn rơi vào nợ nần khi phát sinh sự việc, bạn sẽ chẳng thể nào trở nên giàu có. Hãy nhớ, luôn luôn cần có khoản tiền dự phòng. Đây chính là một trong những biểu hiện của người biết kiểm soát tài chính. Bạn thường xuyên vứt đồ ăn hết hạn. Vứt bỏ đồ ăn hết hạn sử dụng chính là bạn đang vứt tiền của mình vào thùng rác. Một người thường xuyên vứt phải đồ ăn quá hạn là người có vấn đề trong cách quản lý chi tiêu, lên thực đơn cũng như mua sắm. Đừng nghĩ rằng một lon đồ hộp hay gói bánh quy kia chẳng đáng là bao. Nếu tính tổng lại số lượng đồ bạn phải bỏ đi trong vòng một năm, bạn sẽ thấy bản thân đang lãng phí thế nào. Bạn sợ mạo hiểm. Bạn đã từng nghe thấy triệu phú nào làm giàu bằng cách gửi tiền tiết kiệm hay chưa? Doanh nhân Robert Allen từng đặt ra câu hỏi. Chấp nhận mạo hiểm không có nghĩa là bạn phải dành hết những gì mình có để đốt tiền vào vé số hay những trò đỏ đen. Một người không dám bước ra khỏi vùng an toàn sẽ chẳng thể nào trở nên giàu có. Không học hỏi điều mới. Khi Elon Musk được hỏi về cách ông xây dựng tên lửa, ông đã trả lời: tôi đọc sách. Thế giới của chúng ta đang không ngừng thay đổi. Nếu bạn không tiến lên phía trước, bạn sẽ bị lùi lại phía sau. Nếu bạn không bao giờ dành thời gian, tiền bạc của mình để trau dồi kiến thức, học hỏi những điều mới, thì đừng trách vì sao bạn mãi chẳng thể giàu lên. Thư giãn sai cách. Có một danh ngôn rất hay: người giàu có tivi nhỏ và thư viện lớn, người nghèo thì có thư viện nhỏ và tivi lớn. Đừng đốt thời gian quý báu của mình vào những việc chỉ mang tính giải trí thuần túy như chơi game, lướt mạng xã hội. Chúng chỉ khiến bạn lãng phí thời gian mà không cải thiện được bản thân. Thời gian dành luôn dành cho việc nhà. Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn là công việc thường xuyên, đặc biệt với các chị em. Tuy nhiên, nếu bạn luôn dành thời gian rảnh rỗi của mình để ở trong phòng bếp hay là đi kỳ cọ từng góc nhà, đây không phải là lựa chọn khôn ngoan. Chúng ta mỗi người đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Nếu trừ đi thời gian ngủ và làm việc thì chỉ còn từ 5 tới 6 tiếng rảnh rỗi. Nếu bạn dùng hết số thời gian này để mà quanh quẩn với việc lau chùi dọn dẹp thì bạn sẽ không thể có thời gian để trau dồi cũng như học hỏi những kiến thức mới. Thay vào đó, hãy sử dụng một cách hữu ích hơn thời gian rảnh rỗi của mình. Bạn có thể thuê người giúp việc theo giờ và dành thời gian đó để làm những việc tạo ra nhiều giá trị hơn. Bạn không cố gắng gia tăng thu nhập. Việc thay đổi hoàn toàn công việc để gia tăng thu nhập là điều khá khó khăn. Song sự thật là với cùng một vị trí, bạn hoàn toàn có thể đạt được mức thu nhập cao hơn. Nếu mức lương của bạn không phải tối đa có thể đạt được ở vị trí đó, hãy xem lại sự cố gắng của mình. Nên nhớ, lãnh đạo các công ty lớn luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng lương của nhân viên mình nếu như họ chứng minh được bản thân xứng đáng. Không biết tiền của mình đi đâu. Sự khác biệt chủ chốt giữa người giàu và người nghèo là sự kiểm soát dòng tiền của mình. Nếu bạn không biết mình có bao nhiêu tiền, mình đã tiêu bao nhiêu cho những khoản nào, đừng bao giờ nghĩ tới sự giàu có. Sự thật là những người giàu kiểm soát tiền rất tốt.
bạn trở nên giàu có, bạn cần nắm tình hình tài chính của mình. Biết rõ điều này, bạn sẽ xây dựng được kế hoạch tiết kiệm và thực hiện được dễ dàng hơn. Bạn chia sẻ kế hoạch của mình với mọi người. Chia sẻ ý tưởng với người khác không phải khi nào cũng tốt. Sự thật là bạn chỉ nên chia sẻ kế hoạch làm giàu với những người cùng chung chí hướng, thay vì bạn nói với tất cả những người bạn có thể. Đừng để bản thân rơi vào hiệu ứng tâm lý con cua. Nếu trong xô chỉ có một con cua, nó sẽ dễ dàng được ra ngoài hơn so với việc có nhiều con cua, và trong quá trình cố gắng tự giải thoát, chúng sẽ kéo đồng bọn xuống dưới. Khi chia sẻ ý tưởng với tất cả mọi người, bạn sẽ bị nhiều người ngăn cản với đủ những lý do. Chung quy lại đều là bạn sẽ thất bại mà thôi. Tại sao các cặp vợ chồng sau 50 tuổi thường ngủ riêng? Bao năm thắc mắc giờ đã tìm ra câu trả lời. Kính thưa quý vị, phần lớn các cặp vợ chồng khi bước vào tuổi trung niên từ 50 trở lên thường có xu hướng ngủ riêng, bởi lúc này ham muốn chăn gối của hai vợ chồng không còn nhiều và việc đi vào giấc ngủ cũng khó khăn hơn. Cũng có trường hợp vì không chịu được tiếng ngáy hay thói hay chờ mình của bên kia. Tại sao các cặp vợ chồng từ khoảng 50 tuổi thường ngủ riêng? Cuộc sống vợ chồng gặp bất đồng. Những cuộc cãi vã, tranh luận, bất đồng trong hôn nhân đã gây ra hiện tượng ngủ giường riêng. Các cặp vợ chồng trung niên sẽ không tránh khỏi một số mâu thuẫn sau bao nhiêu năm quan hệ tình cảm. Nhưng vì điều kiện sống và điều kiện gia đình nên họ sẽ không ly hôn. Nhưng những giấc mơ khác nhau trên cùng một chiếc giường có thể đã trở thành vấn đề của nhiều cặp vợ chồng trung niên. Trong trường hợp này, do cãi vã và mâu thuẫn, hai người sẽ chọn ngủ giường riêng. Đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Tuổi càng lớn thì chất lượng giấc ngủ càng giảm, đặc biệt là chị em ở độ tuổi tiền mãn kinh. Mãn kinh thì rất khó để vào giấc ngủ, ngủ sâu. Vì thế, nếu mà đối phương bị ngủ ngáy, nghiến răng thì thực sự sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của người còn lại. Do đó, để không ai bị mất ngủ thì tốt nhất bạn vẫn nên ngủ giường riêng để không ảnh hưởng gì tới nhau. Nhờ đó có thể cải thiện sức khỏe, tốt cho trí não nữa. Có lợi cho việc duy trì mối quan hệ. Tuy đã bước vào tuổi trung niên, ở bên nhau nhiều năm nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng sẽ tìm được tiếng nói chung hay sống chung hòa hợp. Đã trải qua cả nửa đời người bên nhau với đủ trải nghiệm và